Hello, xin chào các bạn thân mến, mình là Delam và mời các bạn theo dõi tiếp tập 2 của Dark Souls. Thì sau khi đi xung quanh cái điện thờ này một hồi thì mình thấy là chỗ này nó bí đường rồi, không có chỗ để đi nữa. Và cái lối duy nhất mình có thể di chuyển đó chính là cái bonfire này. Thì sau khi các bạn vào đây, các bạn có thể vào cái mục travel và đi đến những nơi khác. Đầu tiên là cái chỗ High World of Lorix, đó mình cần phải đi đến. Thật sự thì game này đúng rồi, quá là khó luôn. Một khi các bạn chết là các bạn mất toàn bộ các xu mà các bạn nâng cấp, nó không thể nâng cấp được. À thì lúc mà mới vào các bạn ở ở trong kia đi ra kìa, tại vì mình đi tới đây trước rồi. Mình cũng có lên trên Google và tham khảo một số cái cách di chuyển là kỹ năng chiến đấu. Nên giờ đã hiểu tại sao cái camera nó di chuyển qua bên trái các bạn như nè, là các bạn phải khóa mục tiêu lại giống như vậy nè. Đó thì cái nhân vật của bạn nó mới đi ngang và đi xuôi vậy được. Là mình chiến đấu hôm qua giờ đánh không được với tụi nó. Giờ thì dễ dàng hơn rồi đó. Và còn có một cái nữa gọi là cái để chút cái weapon art, các bạn đổi vũ khí lại trở thành một tay như vậy. Nó cong lên rồi sao có tấn công manh nhưng mà mình thấy đánh kiểu đó hơi chậm. Rồng mà bị chết rồi. Bom. Bây giờ mình đang có tổng cộng là 4 cái bình máu ở trong người. Các bạn tới chỗ cái ông thợ rèn hay là cái bà bán thuốc gì đó chỉnh lại là mình lấy 4 bình máu, chứ thay vì lấy 3 bình là một mana. Một mana cũng không cần để làm gì hết. Wow. Đây có cái gì đằng trước đây. Con quỷ này. Ơi lẹ. Ơi rồng lửa. Chết cháy vậy. Con quỷ rồng. Wow, trên đây có nhiều xu quá. Thằng nào bắn mình vậy? Ghê quá. Muốn lên lấy thôi. Ủa, không biết nào bắn luôn. Dụ rồng nó khạc lửa ở đây rồi giết thằng này mình không cần phải giết nữa. Chạy qua lẹ. Con quỷ rồng nó gầm thét lẹo ha, người chơi người ta sợ chứ không có gì á. Ui ui, đợi chút mày. Mày giữ hung dữ hả? À, hôm qua không biết chơi ăn hiếp mình. Giờ đợi đấy. Ê ê ê, chưa khóa target thằng này. Lộn. Nếu mà các bạn không khóa target thì các bạn ấn phím S thì tự dưng nhân vật nó quay lưng về con quái vật là để lộ sườn á.
mà ta ghét được nó rồi thì mọi chuyện rất là đơn giản. Ở trên đây nó có một cái bonfire để cho mình nghỉ ngơi. Đáng tiếc là sau khi bonfire xong, nghĩ cái bonfire thì tụi nó lại hồi sinh trở lại như cũ. Ở đây mày dữ hả? Nên đi nhẹ nhàng thôi, dụ nó đi đằng sau nó không được. Mình đi nhẹ vậy nó không biết, nhưng mà con kia nó biết. Ơ fucker, die bitch. Mày niệm phép hả? Mày leo lên rồi. Thêm thằng này nữa. Ê. Nó bị lố đà. Tụi nó đông quá, không nên giao chiến làm gì. Chuồn qua luôn. Rồi hai con luôn. Mà có được cây cung nữa, chưa biết cách sử dụng nó như thế nào cả đó. Ở dưới có nhiều xác chết chứ kìa. Những kỵ sĩ mà không có đầu luôn. Ghê gớm. Còn phía sau nữa. Đánh đi mày. Không. Đằng kia có một con bự. Nên đi nhẹ nhàng sau lưng nó. Ừ. Fuck cơ. Die motherfucker. Nó có cái đồ gì? Lụm được không? Trời ơi, mấy kỵ sĩ ở đây bị chặt đứt đầu hết. Gớm quá. Ui. Có thằng bắn lén trên kìa. Con kiếp. Mày bắn nó đi. Ủa. Uống bình máu đầu tiên. Giờ có một con kỵ sĩ đỏ ở đây. Ví dụ từng thằng hai con luôn. Không biết sao giờ. Đánh với con này trước thôi. Ê. Nguy hiểm quá. Chết một con. Vẫn còn một con nữa. À. Ừ. Căng à. À. Ơi. À,
Ông máu liên tục luôn. Nó hộ cũng chắc quá ha. Hết mana không đánh được với nó luôn. Con quỷ này. À. Mình ghét mấy con kỵ sĩ nữa. Ừ, trời ơi. Nó xài mấy weapon arc của nó. Lộ sườn nha con. Khó chịu thiệt. Trời ơi, uống sạch hết máu rồi. Còn có xíu máu à. Coi, rồi trên đó có một thằng. Mẹ bà. Ấy. Ở đó cũng có một thằng nữa. Ghê quá. Mấy con kỵ sĩ không dám đụng. À, cái bonfire đây nữa rồi. Phải không? Bloodstain. Ai đây? Nói chuyện hả? À, the wait has been long, unkindled one. I am Emma, High Priestess of Lothric Castle. Allow me to speak frankly. You will not find the Lords of Cinder here. They have left, gone, to their journey homes converging at the base of this castle. Head to the bottom of the high wall. Forge on through the great gate and raise this banner to proceed. Vậy à, giờ mình phải đi xuống sâu thẳm, xuống phía đáy của cái tòa lâu đài này. Cắm cái lá cờ nè. Bây giờ phải đi đâu nữa đây? Chỗ này bị bí đường rồi. Cái cầu thang này lên được không ta? Nó có cái cầu thang này giống như cầu thang treo kìa, nó treo nữa trên máy camera. Ê, cái người này đi đâu vậy? Mình thử đi theo coi. Này đi ra ngoài là chết chắc à. Thử lên đây coi, đành dậy chứ sao giờ. Có một con kỵ sĩ nè. Trời ơi. Chạy là thượng sách quá. Holy shit. À, một con cầm khiên ở đây. Ở đây mày. Thủ chắc rồi. Ai con nữa. Mấy con quỷ này mình không có biết cách nào đánh nó, ngoại trừ cái cách là hả, ví dụ nó đâm xong rồi vòng vào sau lưng nó thôi. Mình đẹp vậy nó cũng không có tung được cái khiên của nó đi chỗ khác nữa. À, cái gì sau đây? À, con chùm bà mẹ nữa. Ở đây mày. Anh với con chùm thì tốt nhất là mình nên ở dưới bụng đó. Chỗ này là chỗ an toàn nhất. Mặc dù cái camera nó hơi khó chịu. Cứ ở dưới bụng đó xong rồi cứ thế mà tán nữa. À. Ô, nó làm dữ lên kìa. Giờ chị bạn chưa phun băng hả? Ở đây mày.
Die, son of a bitch. Máu gấp, gấp kỳ. À, bình máu cuối cùng rồi. Cố lên. Mình là die. Die, bitch. Đây không phải là lần đầu tiên mình đánh con này mà đây là lần thứ N rồi đó. Chơi cái game này làm bạn rất là đau tim. May quá có cái bonfire rồi. Vâng, và mình sẽ kết thúc cái tập này tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở video lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.